Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung liên quan đến thông tin về giải trí. Mới đây thì ca sĩ Trung Quân đã chính thức trình làng MV mới mang tên Tốt Cho Cả Hai. MV là sản phẩm âm nhạc cuối cùng thuộc dự án album Người Đang Yêu, chính thức khép lại một hành trình đáng nhớ và mở ra một hành trình đầy màu sắc mới của nam nghệ sĩ.